Đỗ Thành Luân, Tony Luân, cây kéo trẻ xuất sắc năm 2014, hiện là chủ salon Thành Luân trên phố Tô Hiệu, Hà Nội. Luân từng mơ ước trở thành tác giả viết những cuốn sách thật hay, có giá trị cho người đọc, nhưng chưa bao giờ nghĩ ước mơ ấy lại trở thành sự thật, nhất là khi anh đã chọn theo nghề cắt tóc. Công việc cuốn anh đi, đam mê nghề tóc cuốn anh đi, cho đến một ngày, câu chuyện về một chàng trai tỉnh lẻ vươn mình sau những va vấp cuộc đời được đưa lên trang sách. Thế là bỗng nhiên, Luân trở thành tác giả, đem tâm tư trải lòng mình ra, góp thêm tiếng nói truyền cảm hứng đến những bạn trẻ còn đang bối rối, chưa chọn được lối đi trước ngã rẽ cuộc đời. Khởi nghiệp từ tiệm nhỏ là câu chuyện về ý chí sống của Luân, một người thợ cắt tóc yêu thích đến mức say mê công việc làm đẹp cho người, cho đời. Và anh đã khởi nghiệp thành công với niềm đam mê ấy khi từng bước trưởng thành hơn nơi phố thị, trưởng thành hơn trong nghề, không chỉ sống tốt mà còn mang lại cơ hội nghề nghiệp cho những người trẻ khác có cùng đam mê. Cũng viết về chuyện khởi nghiệp, có một cuốn sách khác gây chú ý trong thời gian gần đây, đó là cuốn Lấy cát rát thành vàng của tác giả Trịnh Thủy Linh, Quang Sơn. Cuốn sách kể những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ của một cô bé ham thích kinh doanh. Kinh doanh nghe tưởng to tát với những thuật ngữ chuyên ngành, thì với cô bé ấy có thể là những thứ rất nhỏ từ việc bán một số đồ dùng trong trường học ngay từ thời phổ thông. Cuốn sách cho thấy một quan niệm rất đơn giản nhưng cũng rất đúng về kinh doanh. Nhu cầu của khách hàng là thị trường, ý tưởng là tiền đề tìm nguồn vốn. Cuốn sách cho thấy những quan niệm rất mới. Nhiều người muốn kinh doanh, hiểu rằng có sự nghiệp riêng là trưởng thành, nhưng còn nhiều vướng mắc, chưa biết cách tư duy. Lấy cát rát thành vàng cho người đọc những bài học về cách đi lên từ số vốn nhỏ, hoàn thiện mình từ kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nhận biết nhu cầu. Lấy cát rát thành vàng và khởi nghiệp từ tiệm nhỏ, hai cuốn sách, hai góc cảnh, nhưng cùng cho thấy một góc nhìn chung trong quan niệm của người trẻ hiện nay về việc khởi nghiệp từ điểm xuất phát thấp. Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nét Việt Story. Thưa quý vị, câu chuyện người trẻ khởi nghiệp hiện nay thì không còn xa lạ nữa. Rất nhiều người trẻ đã lựa chọn con đường khởi nghiệp và họ chọn được con đường cho mình đi đúng và thành công. Tuy nhiên rằng có nhiều người trẻ thì vẫn băn khoăn khi mà khởi nghiệp bởi vì là họ không có nguồn vốn lớn hay là họ không muốn bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ thôi mà bắt đầu muốn là làm lớn ngay. Vậy thì liệu rằng khi mà mình khởi nghiệp với cái điểm xuất phát thấp thì có cơ hội thành công nhiều hay không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về chủ đề này cùng với hai bạn trẻ Đỗ Thành Luân và Trịnh Thiếu Linh. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Chào quý vị khán giả. Chào quý vị khán giả. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Luân và Linh là hai bạn thì hiện nay được biết đến với những cái cuốn sách như là Lấy cát rát thành vàng của Linh hay là Khởi nghiệp từ tiệm nhỏ của Luân đúng không ạ? Vậy thì hai bạn có thể chia sẻ là cái câu chuyện rằng mình bắt đầu ý tưởng viết sách như thế nào? Mời Luân trước. Cái ý tưởng mà em bắt đầu viết cuốn sách này là muốn nói lên cái hành trình của bản thân, là từ lúc mình bén duyên với nghề tóc ạ. Em muốn chia sẻ cho các bạn trẻ biết được hành trình mà em đã vượt qua những chặng đường khó khăn để đi lên có một cửa hàng tóc như bây giờ. Cụ thể thì cái hành trình ấy như thế nào? Em bắt đầu là đi học làm tóc, bắt đầu khởi nghiệp từ lúc 16 tuổi và em bắt đầu trải qua những chặng đường của cuộc đời để mở một cửa hàng tóc như hiện tại. Cửa hàng như hiện tại mà Luân nói đấy là như thế nào nhỉ? Là một cửa hàng tóc nho nhỏ, mọi người có thể đến trải nghiệm những dịch vụ cửa hàng để thoải mái và tự tin hơn về hình ảnh của mình. Còn với Linh thì sao? Ý tưởng viết sách đến với bạn như thế nào?
Về ý tưởng viết sách của em ấy, bởi vì có một ngày đẹp trời khi em ngồi và em nhìn lại, lắng lại một cái quá trình khi em trưởng thành, em lớn, em thấy rằng có rất nhiều bạn trẻ cũng giống như em trong đô thị này, nhưng các bạn ý có nhiều khi là được ở trong cái vòng tay bố mẹ chặt chẽ quá, nên các bạn ý đã khá là mất nhiều những cái kỹ năng sống, ví dụ như là kỹ năng liên quan đến tiết kiệm sao cho đúng này, kỹ năng mua sắm sao cho đúng này, rồi kỹ năng đầu tư sao cho đúng, và cuối cùng là mua bán sao cho đúng. Đấy đều là những cái kỹ năng phải đến khi họ khoảng 18-20 tuổi đi vào trong các trường đại học họ mới bắt đầu được học. Với cái kỹ năng đấy, anh tưởng tượng giữa một đứa trẻ từ khi được bé đã được tiếp xúc với cái tư duy đấy, khác với cái việc là khi chúng ta lớn và chúng ta nỗ lực để có cái tư duy đấy. Đấy là hai cái quá trình rất là khác nhau. Nên khi em ngồi em nghĩ đến một cái ý tưởng là đấy, làm thế nào để bây giờ chúng ta có thể sống một cuộc sống nó đích đáng và ý nghĩa hơn bây giờ. Đấy cũng là lý do để em viết ra cuốn Lấy Cát Rát Thành Vàng. Với Thành Luân thì rõ ràng là cái câu chuyện mà bạn viết trong cuốn sách thì là câu chuyện thực, vâng ạ, khởi nghiệp của bạn mà bạn viết ra rồi. Còn với Linh thì nó lại là cái câu chuyện đúc kết của bạn trong cuộc sống nữa, đúng không? Dạ vâng, đúng như anh Thiệp vừa hỏi em ấy ạ. Cái câu chuyện khi em viết trong cái cuốn sách này này, em muốn nói đến mọi người rằng là có rất nhiều thứ trong cuộc sống, không phải là các bạn cứ nhìn thấy người ta kinh doanh được thì các bạn cũng kinh doanh theo hướng đấy. Các bạn phải biết được đâu là thế mạnh của mình, và từ cái thế mạnh đấy của mình cùng với cái đam mê của mình, chúng ta mới bắt đầu có thể bắt tay kinh doanh được ạ. Nó giống như kiểu câu em hay nói chuyện với một số các bạn trẻ ấy, đấy là biết mình, biết ta, trăm trận không thua. Bởi vì ấy, theo em thôi, em hay trêu trong làm kinh doanh ấy, đầu tiên phải không thua đã thì mới bắt đầu có hướng để thắng. Trong kinh doanh nhá, thì nhiều người người ta nghĩ rằng là vốn là cái yếu tố quan trọng nhất rồi. Cho nên là nếu mà không có vốn thì họ sẽ không dám khởi nghiệp. Nhưng mà cái cuốn sách Lấy Cát Rát Thành Vàng của Thùy Linh nó lại cho thấy một quan điểm khác. Thùy Linh có thể chia sẻ về quan điểm đó của mình. Thực ra cái quan điểm này của em gọi là khác, nó là cái quan điểm đã có từ rất lâu rồi. Cái câu chuyện là đi từ tiểu thương này, làm từ nhỏ lẻ này, xong lên dần rồi trở thành một bà chủ hoặc là một ông chủ lớn. Đấy là một câu chuyện vốn từ xưa rồi. Mình sẽ cần phải tiến hành như thế nào nếu như mà mình có số vốn ít ỏi trong tay mà muốn khởi nghiệp? Với em, khi em muốn bắt đầu một cái gì, em luôn luôn có một cái tư duy là chất và lượng. Nghĩa là phải có đầy đủ cái lượng đấy thì tự dưng cái chất nó sẽ tới. Nghĩa là anh sẽ phải tìm hiểu, ví dụ như anh em muốn chia sẻ với anh em sẽ chia sẻ là mình cần phải có thông tin về cái sản phẩm đấy. Càng nhiều thông tin về nó, tức là mình cũng đã làm cho cái khả năng thấu hiểu của mình với sản phẩm đấy đã rất khác rồi. Trong cuốn sách em có chia sẻ về đồ da, sau đấy là em kinh doanh qua máy tính siêu bền quân đội của Panasonic. Thì đối với da chẳng hạn, khi em có tìm hiểu, nó sẽ phải biết là da thủ công nó khác với cả da trong công nghiệp như thế nào. Hai cái dòng đấy thì có thể dùng chung với cái nhau là gì? Hai cái đấy đều dùng chung với nhau là nhờ cái da thật, tức là trong một cái nguồn kho da thật. Vậy thì trong kho da thật đấy, nếu họ đã cung cấp cho công nghiệp, vậy mình có thể tận dụng cái gọi là da họ đã loại đi ở trong công nghiệp để mình dùng nó. Mình có thể bán lại cho các bên khác làm lá gió, đấy là một cái. Hoặc là làm những cái ở trong cái bơm xe đạp, đấy cũng là một cái để mình bán công nghiệp lại đi, sau khi mình đã làm xong các sản phẩm đồ da thủ công của mình. Đó là quan điểm của Thùy Linh. Thế còn nói về câu chuyện khởi nghiệp thì xin được hỏi luôn này, nhiều người họ nghĩ rằng là mình mà muốn khởi nghiệp á, thì họ lại muốn là mình làm lớn ngay, thành lập công ty, làm CEO cơ. Thế còn với Luân thì cái quan điểm của em về vấn đề này như thế nào? Các bạn trẻ hiện nay thì các bạn phải đi từ nhỏ cho tới lớn, chứ không thể đùng một cái mà các bạn mở lớn một cửa hàng được. Các bạn phải có tích lũy kiến thức năm này qua năm khác, dần dần mình sẽ chắt lọc, mình sẽ có kinh nghiệm, rồi lúc đấy mình sẽ mở một công ty lớn thì sẽ tốt hơn cho các bạn. Tại sao lại tốt hơn theo em? Nếu như mình làm lớn ngay thì sao? Theo em, nếu như mình làm lớn ngay thì em nghĩ là về nguồn lực tài chính, về những cái mà mình tính toán nó chưa kỹ thì mình sẽ dẫn đến rủi ro và thất bại. Sẽ thất bại luôn trong quá trình mình làm việc. Đấy là những cái em muốn chia sẻ. Nghĩa là khi mình chưa có gì này, đúng thậm rồi. Chí là kinh nghiệm mình cũng chưa có đúng nữa rồi. Thì mình nên bắt đầu từ những cái nhỏ nhỏ thôi, đúng không? Đúng rồi, mình phải có giá trị cốt lõi. Tức là ví dụ như mình học nghề tóc thì mình phải có giá trị cốt lõi là mình biết cắt tóc, mình biết sơ qua, biết vững rồi thì lúc đấy mình mới bắt đầu tiến hành mở một cửa hàng. Luân đang nói về cái giá trị cốt lõi, thế Linh thì quan điểm như nào về cái giá trị cốt lõi đó? Em phải nói là cái quan điểm giá trị cốt lõi của Luân rất là hay, rất đáng để học tập. Quay trở lại với cái câu anh hỏi em á, thì em có 3 thứ. Thứ nhất đối với em là đích đáng, thứ hai là hữu dụng, và thứ ba sau đấy cuối cùng là ý nghĩa. Nghĩa là giống như một cái triết lý phương Đông em rất là thích, đấy là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tự bản thân em nó phải rất là vững. Em có những cái mà ví dụ như em vừa nói, tức là cái chất lượng ở trong em đủ thì lúc đấy em mới có khả năng em đi giúp đỡ những người khác được nữa.
cũng như thế trong cái quan điểm liên quan đến kinh doanh của em cũng như vậy. Xin hỏi hai bạn là nếu như chúng ta khởi nghiệp với cái số vốn ít ban đầu như thế, vậy thì đâu sẽ là những yếu tố bù đắp để chúng ta có thể thành công được? Theo luôn. Theo em, theo quan điểm của em thì những cái yếu tố này bù đắp được với lại số vốn nhỏ như thế thì quan trọng trong mỗi con người chúng ta cần sự kiên trì, cố gắng, tận tâm, tận tình để phục vụ cho khách hàng thì ắt sẽ thành ạ. Nghĩa là cái niềm tin của khách hàng nó đúng sẽ rồi. Quyết định thành công của mình. Đúng rồi. Mình trao cho khách hàng niềm tin, cho cái mà họ mong muốn ấy thì ắt mình sẽ thành công ạ. Thế còn Linh thì sao? Cái ý nỗ lực của Luân rất là hay, em rất là thích cái ý đấy ạ. Em cũng có một cái tư duy rất là giống Luân, đấy là cần phải nỗ lực và hơn cả đấy là bản lĩnh sống. Đấy, giống như kiểu em có chia sẻ với anh ấy, ở trong đô thị này này, khi được bố mẹ nhiều khi cấp dưỡng, rồi ở trong có khi còn có cả nhà, có cả xe, có rất nhiều thứ, nên cái nỗ lực và ý chí sống của nó đã bị khác đi rất nhiều so với những bạn kiểu ở quê ra hoặc là ở nơi khác tới. Đấy là một cuộc sống nó, em phải nói là nó rất là khắc nghiệt hơn. Nên đối với em có hai thứ, một đấy là nỗ lực cống hiến mỗi ngày, hai là bản thân mình phải có một cái gọi là bản lĩnh sống. Những quan điểm về khởi nghiệp đấy thì các bạn đã thể hiện qua hai cuốn sách mà các bạn viết. Và không biết là hỏi Linh đi, cái thông điệp bạn muốn gửi gắm tới độc giả cầm trên tay cuốn sách của mình là gì? Với cuốn sách của em muốn gửi đến thông điệp với mọi người là hãy tin vào chính mình. Bởi vì các bạn không biết được là bên trong các bạn ấy, cái thứ bản lĩnh sống của các bạn nó mãnh liệt và nó khao khát như thế nào đâu. Thế còn với Thành Luân, qua cái cuốn sách Khởi nghiệp từ tiệm nhỏ thì bạn muốn gửi gắm cái thông điệp gì tới những độc giả sẽ cầm trên tay cuốn sách của mình? Qua cuốn sách của em thì em muốn truyền đến độc giả một cái thông điệp là mọi người làm bất cứ việc gì, chúng ta đều phải thật tâm và thật tình với nó, là ắt sẽ thành công ạ. Từ đầu đến giờ thì chúng ta chia sẻ nhiều câu chuyện về quan điểm về khởi nghiệp. Vậy thì để tổng kết lại nhé, thì theo các em, mình có nên khởi nghiệp khi mà cái điểm xuất phát của mình là thấp hay không? Luân thì có lẽ là rõ rồi nhỉ? Vâng ạ. Theo như em, khởi nghiệp xuất phát từ điểm thấp rất là tốt. Tại mình sẽ chắt lọc được những kinh nghiệm. Mình sẽ đi từ nhỏ lên lớn. Tại vì mình cần phải có căn bản, có một chút ít gì đó kiến thức vững chắc thì mình mới có thể là phát triển lên được. Chứ khi mình mà chưa biết gì mà làm thì sẽ thất bại luôn ạ. Nghĩa là mình kể cả mình có những điều kiện rất là tốt này. Vâng ạ. Vốn nhiều này. Đúng rồi. Thì mình cũng nên bắt đầu từ những cái nhỏ. Đúng rồi. Vốn nhiều thì chưa quyết định được là mình thành công là thành công hay không thành công anh ạ. Mình làm bất cứ nghề gì đó thì mình cũng phải có giá trị cốt lõi là cái nghề. Ví dụ như nghề của em chẳng hạn, thì mình phải biết cắt tóc vững vàng thì sau đó mình mới mở cửa hàng được anh ạ. Thế còn với Linh thì sao? Đầu tiên là mình trước, giống như lúc trước em có chia sẻ với anh Thiệp, đấy là cái bản lĩnh sống của mình. Khi mình có cái tự tin đấy rồi, mình mới có thể bắt đầu đi ra biển lớn. Và cái hướng của em luôn như vậy, phải có chất, có lượng, có đầy đủ mọi thứ, để khi sau mình có thể tính toán sao nếu mình có thể đi ra biển lớn, thì đấy cũng là những cái bước mình đã nghĩ trước đấy. Đấy là cái phong cách và là cái phương châm khi em làm bất cứ một chuyện gì hay em kinh doanh bất cứ một mặt hàng nào. Với em có rất nhiều thứ khó khăn khi khởi nghiệp, nên thứ chúng ta có ở trong trái tim chúng ta đấy là sự tự tin, sự ấm nóng, một trái tim quả cảm. Nói cách khác em hay thích cái từ đấy, đấy là sai hơn, trưởng thành hơn, hãy cố gắng nỗ lực sống làm sao cho xứng đáng và đích đáng. Đúng như những cái gì em hay gọi ấy, mọi thứ đều có giá của nó. Thế nên cái giá của mình đấy là hãy sống làm sao cho cuộc đời của mình có giá trị nhất. Nghĩa là mình hãy tự tin làm đã, tự xong tin, rồi đúng mình rồi. Kiên trì và học hỏi nhiều đúng không? Vâng. Cảm ơn chia sẻ của các em ngày hôm nay dành cho chương trình. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh. Kính thưa quý vị khán giả, hãy tự tin để bắt đầu khởi nghiệp và luôn luôn học hỏi, luôn luôn kiên trì, nỗ lực. Đó là câu chuyện ngày hôm nay mà hai bạn trẻ Đỗ Thành Luân và Trịnh Thùy Linh đã chia sẻ cùng với chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của Net Việt Story ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong các câu chuyện tiếp theo của chương trình.